Gã người đàn ông lợi dụng bé gái 14 tuổi ở nhà một mình đã quan hệ tình dục, khiến nạn nhân sinh con. Sau gần 2 năm lẩn trốn, hắn đã bị bắt giữ. Theo điều tra, ông Viện nhiều lần tiếp cận bé gái 14 tuổi cùng xã ở huyện Cẩm Xuyên từ giữa năm 2020. Khi gia đình nạn nhân phát hiện sự việc, trình báo công an xã Cẩm Minh, ông Viện trốn vào tỉnh Đắk Nông. Đầu tháng 11, sau 2 năm lẩn trốn, ông Viện bị nhà chức trách bắt tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long. Hiện bé gái đã sinh con trai. Qua giám định ADN, ông Viện và con trai của nạn nhân cùng huyết thống. Ông Viện bị công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố, bắt giam về tội giao cấu với người đủ từ 13 đến dưới 16 tuổi, theo điều 145 Bộ luật Hình sự.